Rồi máy nổ như phải tinh bình, xin chào bà con nghe bà con. Nó hổm gà mình lên cho bà con cái lô GB ha. Nó cái lô GB, GB hàng nhập khẩu nguyên con ha. Đó, GB hàng nhập khẩu nguyên con thì bữa nay mình về được cái con Honda Thái ha. Đó, bởi vì bữa hổm mình nói á thì nhiều khi bà con không có tin thì bữa nay mình lên thử cho bà con mình tham khảo ha. Đây, win 190 con nhảy gì nè. Nó xem mặt của nó đủ hết rồi ha. Đó, mega. Đó, Winma Mega thì con này hiện tại là con Winma Mega này là con này là con của 420 thì 420cc thì con hiện tại nó là đang là 16HP nha bà con. Nó 16HP con này có đề tự sạc ha. Có đề tự sạc. Đó, con này là có đề tự sạc cốt 25 ha, cốt thẳng tua nhanh. Đó, có đề tự sạc. Đó, hàng này là hàng nước Thái Lan nha bà con. Đó, hàng này là bua lên Thái Lan luôn ha. Đó, thùng xăng nó cũng dày dặn chắc chắn, nhưng cái chất lượng của nó thì mình nói cái chất lượng của nó thì cái chất lượng của nó là nó GB là nó qua, GB qua con Na Thái. Thì bữa nay mình lấy con Na Thái về mình chứng minh cho bà con là nó qua con Na Thái ha. Thứ nhất là nắp xăng. Đó là thấy không? Nắp xăng của thằng con Na Thái nó sẽ là gì ha? Nó cũng là đi nắp. Đó, đây là bao cũng là đi nắp cho bà con. Nó đi nắp đầu hoàng. Đó, mà những cái nắp xăng nó không chất lượng, mà nắp xăng của thằng GB ha. Đó, bây giờ mình lôi thằng GB ra cho bà con tham khảo luôn. Nắp xăng của nó đặc điểm GB ha. Đó, thấy không, nắp xăng của nó là thằng dặn rất là chất lượng. Còn thằng Honda Thái thì nắp xăng hơi dở hơn, nhưng áo yếm đồ đạc thì nó giống hình của thằng nó cũng dày dặn Honda Thái Lan. Thì bà bây giờ con biết là Honda Thái Lan thì chất lượng cũng y bang như thằng GB, mà nhưng mấy cái kiểu cách của nó thì nó không bằng được, nó không bằng được thằng GB ha. Nó này Honda Thái Lan 16HP nè, nó cũng vẫn có số xe ghi lốc máy đàng hoàng nha bà con. Hàng chất lượng, hàng bảo đảm thì có mã hoạch đàng hoàng này ha, mã hoạch đàng hoàng đó, mã hoạch chất lượng đàng hoàng cho bà con về thoải mái test nè. Con pin này 190 MB 190 FA F2 nè. Đó, 2010 nè. Đó, quay kép không đủ chứ. Đó, con 16HP Honda Thái Lan này á, thì có đề tự sạc hay bà con. Đó, dòng này bây giờ nó có đề tự sạc không à, chứ nó máy lớn này tự sạc không à. Tự sạc là bắt cái bình vô mình sạc chừng nào nó thoải mái thì thôi nha bà con, chứ không ấy ha. Đây, ốc ác của nó là số xe ghi đàng hoàng ha, hàng Thái Lan. Nhưng đặc biệt con này thì nó rẻ hơn cái con Honda GB ha, khoảng 8-900 ngàn bà con. Nó thì bây giờ mình sẽ báo giá cái con Honda Thái Lan này với con GB cho bà con mình tham khảo ha. Nó bà con cần sử dụng cái nào thì mình có cái nấy. Này Honda GB cốt thẳng tua nhanh nè, cốt 25 này ha. Đó, ốc ác đồ đạc của nó liền lạc hết trơn ha. Bô còn bô e, bô lửa con này là bô đen gam bóng ha. Nó chụp bô nè ha. Chụp bô nó thì là cáo bô nó hơi mềm ha. Đó, công bằng thằng cái chụp bô của thằng GB ha. Đó, cò của nó thì còn một con ốc ha. Còn OHV còn một con ốc, bình xăng thì Vin 3 thì cũng là bình xăng dữ rồi. Đó, dòng máy lớn này đối với cái dòng GB thì nó hay một cái á, là máy lớn máy nhỏ gì nó cũng xài trục bô tăng tốc ha. Còn thằng GB này á thì thằng Honda Thái này nó cũng xài trục bô tăng tốc luôn. Đó, mình coi, mình mở ra mình coi cái trục bô ở trong cho bà con mình coi ha. Đó, bô nó thằng sao rồi. Cũng là bô bằng giấy luôn nha bà con. Đó, bô bằng giấy này chạy rất là chất lượng nha bà con, hơi đủ hơi để bà con chạy nè ha. Đủ hơi được bà con chạy thì nó thứ nhất là tiết kiệm xăng ha. Nó hơi mà nó vô đủ hơi để cho mà chạy chất lượng thì cái tiết kiệm nhiên liệu của nó rất là tốt ha. Đó, hàng Honda Thái Lan nên chất lượng của nó rất là tốt nha bà con. Đó, nhưng mà nó không qua được GB nhập khẩu thôi ha, nhưng chất lượng của nó tốt. Bà con nào muốn cái giá thành rẻ thì mình sẽ lên cho cái giá thành rẻ cho bà con mình nè ha. Hỏi ngày bà con hỏi cái dạng Honda Thái thì bây giờ đã có Honda Thái đây, nắp chụp cò của nó gì ha, bình xăng Vin 3 nè ha, chụp bô tăng tốc ha. Con này dày dặn chất lượng, có đề tự sạc luôn ha. Đó, có đèn báo đâu bạn, đủ cho bà con mình luôn nè ha, đèn báo ok luôn. Đó, hàng chất lượng dày dặn 16HP. Con này là Honda Thái. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 7 triệu bao ship tận nhà ha. Đó, 7 triệu bao ship tận nhà. Tặng kèm cho bà con một chai nước xịn. Hàng này mình cũng để giá tiền giống như bao nhiêu, cũng bảo hành nửa năm giống như bao nhiêu Honda GB ha. Đó, thì cái mẫu bữa nay mình về được mấy cái mẫu Honda. Đó, GB và Honda Thái. Cái này là Honda Thái 16HP, cốt thẳng tua nhanh ha. Đó, 16HP, hàng chất lượng nha bà con, dày dặn dữ lắm ha. Đó, rồi. Tiếp theo thì sẽ đến cái hàng GB. Đó, hàng GB. Đó. Con này là GB cho bà con mình nè ha. Đó, cũng giống như bỏ mình đã giới thiệu bà con rồi, là mình chỉ giới thiệu sơ lược cho bà con mình lại thôi.
con này là 7.8 HP 225cc đó, 7 ngựa rưỡi á đó, trực bô của nó là trực bô tăng tốc đó, nó nhỏ cũng vẫn là trực bô tăng tốc luôn đó, có đề tự sạc đèn báo đầy đủ á đó. Đây này là gì, Yonsen Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con ha. Hiện tại là chất lượng của nó là nó qua Honda Thái mình luôn ha, đồ của nó dày dặn chất lượng không đó. Yonsen HB số xe ghi đàng hoàng đó, con này cốt chiền cua chậm, mình ở đây mình có rất là nhiều loại nó, hàng HB này mình có loại cốt thẳng, cốt chiền này kia đủ cho bà con luôn, chụp boe này kia là rất là dày dặn chất lượng ha đó. Cốt xe ghi Kenma đó, bù lửa của nó thì chất lượng rồi đó đó, bù đèn gầm bóng này ha. Hàng này mình cũng đang bán cho bà con, lốc nó là lốc nhát đen nhám cho bà con, lốc đen nhám thẳng nhiệt ha, nó có số xe ghi đầy đủ đồng hoàng đó, đồ đạc nó rất là dày dặn ha đó, cho bà con mình tham khảo ha đó, chất lượng của nó. Thằng này cũng là có đề tự sạc luôn nha bà con, nó có đề tự sạc nó thì rất là ok, bà con mình đã kiểm định rồi, thùng xăng rất là dày ha đó, đây áo yếm rồi rất là chất lượng, boe thì nó đây mình đồ nó chất lượng, mình cho mình lại bà con boe ha, boe là tóc hay là lọc giấy á. Đó, ông này nó có một cái miếng sốt nè, hàng rất là chất lượng, mình được mấy cái hàng máy mà nó chạy cái trục bô này nè bà con, là nó chạy nó rất là ấy, rất là yên tâm luôn. Dòng này thì rất là yên tâm ở cái chỗ á, là nó yên tâm ở cái chỗ là bà con mình nó sử dụng cái dòng này thì nó chất lượng của nó ha, đó, nó có chất lượng nè, rồi nó bảo hành cho bà con 6 tháng này, chất lượng rất là cao, nó hàng nhập khẩu nguyên con, bà con xài hàng này hiện tại giờ thị trường nó đã rất là ưa chuộng ha, nó xài rất là bền luôn đó. Dòng này á, thì mình đối dòng GB này mình thì có loại là có đề không đề, có đề không đề, tua nhanh tua chậm có đủ hết cho nghe bà con đó, hàng GB chất lượng ha đó. Rồi bây giờ mình sẽ báo giá từng con còn cho bà con mình tham khảo luôn đó, từng con ha. Bây giờ cái hàng Honda 16 HB cốt thẳng tua nhanh, con này hiện tại mình đang bán cái giá là 7 triệu, bao ship tặng nhà, bảo hành 6 tháng. Rồi tiếp theo là mình sẽ báo cái phần chất lượng từ máy nhỏ tới máy lớn cho bà con mình ha đó. Bây giờ con GB hàng Thái Lan thì mình đã giới thiệu rồi, con GB con này là 7.8 HP, con này là cốt thẳng không đề là giá 3.8 triệu ha, cốt thẳng không đề là giá 3.8 triệu, còn con này là cốt chiền ha, cốt chiền có đề là giá 5.3 triệu, giá đó là mình đã gồm bao phí vận chuyển cho bà con mình rồi đấy ha đó. Con này là cốt thẳng không đề, lộn, cốt thẳng có đề thì giá là 4.6 triệu, hồi nãy con cốt thẳng không đề thì giá là 3.8 triệu, còn con này là cốt thẳng có đề thì giá là 4.6 triệu đó. Rồi tới con này, con này là cốt chiền, cốt chiền không đề giá là 4.5 triệu đó. Rồi tiếp theo đến cái con khủng long đó, con này là máy lớn ha, hàng GB đó, con này là B nhập khẩu nguyên con, thì con này là 460cc, con này là 20 HP, cốt thẳng có đề giá là 9.3 triệu đó. Tới tiếp theo là anh 18 HP đó, anh 18 HP, B này là 420, có đề cốt chiền, có đề cốt chiền nha bà con, giá là 9.8 triệu đó, báo lộn 9.9 triệu đó. Cái con 18 là có đề cốt chiền 9.9 triệu, còn con 14 HP con này á là có đề cốt chiền ha, con này là có đề cốt chiền đó, là tua chậm đó, là giá 8.8 triệu. Rồi tiếp theo đến con 14 HP, con 14 HP thì con này á là 14 HP, nó cốt chiền không đề thì giá là 7.8 triệu. Rồi tiếp theo là 18 HP, con này có đề cốt thẳng là giá là 8.9 triệu đó. Rồi đó, con này là 390 14 HP, con này là có đề con này là có đề cốt thẳng, giá của nó là 7.8 triệu. Nó con đó 14 HP mà nó cốt thẳng không đề thì giá của nó là 6.8 triệu đó. Đặc biệt bữa nay mình lên cho bà con cái hàng Honda Osaka đó, 420 13 HP đó, con này là 13 HP, hàng của mà Đài Loan ha, hàng Đài Loan đó. Nói chung ra là mình bán hàng dòng máy lớn cho bà con đủ loại hết trơn, cho có máy nhỏ máy lớn mới đủ cho bà con mình luôn ha. Nó cũng là lốc nhám này ha, đó lốc nhám đó. Đây cái cốt này nó đen đen là do nhân cái chỗ là máy nổi dùng máy thanh bình bỏ ra ngoài á bà con, thời gian cái đầu nó đen đen cái cốt này ha, chứ máy này chưa sử dụng nha bà con, chưa xăng chưa nhớt ha. Nó lốc nhám nè, 13 HP, chụp bô của nó là bù lửa, nó là chuẩn chụp bô đi nóc này ha, rất là đẹp luôn. Nó đặc biệt con này nó không xài bô tăng tốc, nó không xài bô tăng tốc ha. Nó bình xăng nó cũng là bình xăng hàng chất lượng luôn, nó cũng có số xe ghi đàng hoàng đầy đủ nè ha. Đó, số xe ghi hàng này đã qua kiểm định đàng hoàng nha bà con. Cái máy Osaka này được cái nhà nước mình công nhận là chuyên gia điện máy ha. Nó con này là 14 HP đó, đồ đạc của nó rất là dễ dàng, dễ dàng luôn. Con này thì đặc biệt nó giá thành nó rất là rẻ, nó rẻ là do mình bán cho bà con rẻ thôi, chứ thị trường mà con mua không có rẻ đâu ha. Con này hiện tại 13 HP của hãng Osaka này, con này cốt thẳng tua nhanh, con này hiện tại mình đang bán cho bà con có giá là 3.8 triệu
đó.